Sáng ngày 21 tháng 12, nguồn tin của phóng viên báo Sài Gòn Giải Phóng cho hay, cơ quan điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đang tiến hành khám xét nơi làm việc của bà Kim Thanh Hạnh, sinh năm 1979, là chấp hành viên của Cục Thi hành án Dân sự Thành phố Hồ Chí Minh để điều tra về hành vi nhận hối lộ. Theo điều tra ban đầu, bà Kim Thanh Hạnh được xác định là đã hẹn một người phụ nữ ở bệnh viện phụ sản Mekong, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh để nhận 350 triệu đồng vào tối ngày 20 tháng 12. Theo đó, sau giờ làm việc, bà Hạnh đã tới bệnh viện trên nhận tiền thì bị cơ quan điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao ập vào bắt quả tang. Cơ quan chức năng cho biết, trước đó bà Hạnh bị tố cáo đòi 350 triệu đồng để làm thủ tục bỏ quyết định hoãn xuất cảnh của Cục Thi hành án Dân sự Thành phố Hồ Chí Minh với bà N, mang quốc tịch Mỹ, là đương sự trong vụ án mà bà Hạnh đang tổ chức thi hành án.